tiếp theo tập trước la chính nói với tô khoan ta chọn nhiệm vụ ngũ tinh là vì muốn thăng cấp minh chủ nhanh hơn bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp tô khoan từ chối không ta sẽ đi la chính im lặng một chút rồi nói vậy thì tốt chúng ta trực tiếp đi đến quan sơn châu hai ngày sau chiếc phi thuyền cũng đưa la chính và tô khoan đến quan sơn châu tô khoan đứng bên mạn thuyền cảm thán nếu như là nhiệm vụ ngũ tinh chứng tỏ bích vân thành gặp nguy hiểm vậy không phải cô ấy sẽ cách bích vân thành không xa tô khoan lên tiếng gọi la chính kỳ chủ la chính cảm thán người ở trên phi thuyền này thật là nhiều bọn họ đều đến từ tông môn của châu khác tô khoan xác nhận đúng vậy trong tông môn cũng có các loại vệ bắt trước thiên cung bọn họ cần rèn luyện tông môn cũng cần chứng minh thực lực nên phái bọn họ hỗ trợ cho thái nhất thiên cung giết yêu ví dụ như loại thanh bình vệ thủ thần vệ la chính cũng hiểu ra thì ra là như vậy la chính lại nghĩ từ lúc bắt đầu xuất phát tô khoan đã không vui lẽ nào bích vân thành có nguồn gốc gì với hắn sao đột nhiên có một tên la lên hửm bên đó hình như có một con chim bay tới mấy đứa kia ngạc nhiên hỏi chim con chim to lớn từ trên trời bay xuống sau đó đậu trên thuyền kêu lên ầm ĩ tô khoan ngạc nhiên hỏi chim gì vậy sao nó lại dừng ở trên thuyền hình như nó có khí tức không bình thường la chính la lên không hay nó sắp nổ rồi nhanh tản ra nói rồi kéo tô khoan chạy biến đi con chim kia dotn hiên tỏa ra một vầng ánh sáng vàng sau đó nó nổ bùng một tiếng. Cả bọn lúc này đã lơ lửng trên không. Tô khoan thở. Nguy hiểm thật. Con chim đó nhất định là kim ô tộc phải tới. Lúc này la chính lại kêu lên. Lại tới nữa rồi. Nhiều như vậy. Chỉ thấy trên trời có vô số con chim đang bay đến. Một tên hét lên. Thành lũy Sơn Hà của quan Sơn Châu cách đây không xa. Ở đó có thái nhất về chấn thủ. Mọi người hãy mau chạy trốn đến đó. La chính kêu lên. Chúng ta cũng đi. Tô khoan tán thành. Đi. Sau khi bay được một đoạn, cả bọn đã phát hiện ra có ánh sáng vàng. La Chính cảm thán. Giao chắn của quan sơn châu. Hình như là có thêm một thứ màu vàng, khi vừa mới đến thì không có. Tô Khoan giải thích. Đó là lồng giam thiên địa của kim ô tộc. Nó có thể trực tiếp đóng một không gian trong châu. Để cho đại Nazi không có tác dụng nào. Nó sẽ nhốt tất cả sinh linh của châu bao gồm cả bản thân kim ô tộc. Xem ra kim ô tộc nhất định là muốn lấy được quan sơn châu. La Chính hỏi lại. Bọn nó chưa đạt được như ý muốn. Chúng ta trước tiên phải cất đuôi đám chim này rồi tính tiếp bên này có rất nhiều kim ô đuổi theo chúng nó cứ tiến lại gần từng nhóm người rồi tự bạo những tiếng nổ ầm ầm vang lên rất nhiều người đã thiệt mạng lúc này có mấy con kim ô xông đến chỗ la chính tô khoa nhắc nhở kỳ chủ cẩn thận la chính rút kiếm ra đánh ra một đường cửu thiểm phân quang kiếm kiếm quang cứ thế lóe lên lập tức bọn kim ô đã bị trẻ ra làm đôi la chính thấy bọn kia rơi xuống mà không nổ hắn thầm nghĩ năng lượng mà con chim này nổ ra ít nhất cũng là phải trên trăm thần quân lực nhưng chim bị chém thành hai mảnh chỉ là rơi xuống mà thôi chưa bị nổ cho nên hắn nói với mọi người mọi người không cần phải chạy trốn chém chết bọn nó trước khi lại gắn không bị nổ đâu thế là cả bọn tán thành được sau đó vô số kiếm chưa đã đán hở ra phong vũ kiếm hỏa lưu kiếm hoài thiên kiếm kích nhưng mà những tiếng nổ lại vang lên đám kim ô vẫn tiếp tục xông đến tô khoan cảm thán không được quá nhiều rồi không giết hết lúc này cả đám kim ô lại lao vào tấn công hai người la chính chém ra lục nhân kiếm thế nhưng một con kim ô đã tiếp cận la chính hắn hét lên không hay sau đó dùng tay đẩy tô khoan ra xa và hét lên cẩn thận tô khoan kinh sợ la lên kỳ chủ quỳnh một tiếng một vụ nổ khủng khiếp diễn ra sau đó la chính xuất hiện trên người dính rất nhiều máu tô khoan liền hỏi kỳ chủ người không sao chứ la chính thở phù phù không sao mau đi thôi thế rồi hai thằng cắm đầu cắm cổ mà chạy tô khoan cảm thán bọn nó đến nhanh thật, chúng ta thật sự cắt đuôi được hay không? Bọn Kim Ô kéo đến mỗi lúc một đông. La Chính thầm nghĩ, cũng không thể sử dụng đại Nazi. E rằng chưa đợi bay được đến nơi an toàn. Chúng ta đã cạn kiệt sức lực mà chết, nên làm thế nào bây giờ? Đột nhiên, La Chính phát hiện ra có một luồng ánh sáng xanh truyền tới. Hắn thắc mắc, có ánh sáng xanh, đó là gì? Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review Chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!